Chào các bạn. Hôm nay mình nói về cái chủ đề là Umschreibung, cái bằng lái xe của Việt Nam sang bằng lái xe của Đức. Umschreibung đấy có nghĩa là đổi cái bằng lái xe của Việt Nam sang bằng của Đức ha. Tuy nhiên các bạn đừng có hiểu rằng là cái việc mà đổi đây là đổi ngang. Cái việc đổi ngang bằng lái xe của Việt Nam sang bằng Đức thì chuyện đó không không có xảy ra được ha. Không thể xảy ra. Cho nên các bạn đừng có hiểu nhầm như vậy. Thì muốn umschreibung này, muốn đổi bằng này thì các bạn cần chú ý một số điều như sau. Nhất, các bạn lên sở giao thông để hỏi về cách thức của việc umschreibung này hay là đổi bằng từ bằng lái xe Việt Nam này sang bằng Đức thì thủ tục như thế nào. Hãy lên cái VKM này hỏi. Nếu như bạn muốn chắc chắn ha, còn như nếu các bạn không muốn thì ok, cứ xem những cái gì mình hướng dẫn đấy ha. Thứ nhất, các bạn phải cầm làm những cái hồ sơ như sau, nộp những giấy tờ như sau. Một, đó là tiền lệ phí ở đây là 43,50 euro, hiện tại là cái phí này trong năm 2020 ha. Cái thứ hai là các bạn cần một cái hình ảnh. Hình ảnh này giống như cái ảnh visa của các bạn ấy. Đây là visa của các bạn ha. Thứ ba là bạn cần phải tờ, cần cái tờ đăng ký học với trường dạy lái. Cái trường lái đâu đây? Các bạn đã đăng ký trường nào rồi thì các bạn học của trường đấy. Các bạn cần cái tờ đấy đăng ký đây. Để bảo vệ họ. Thứ tư là cái bằng lái Việt Nam của các bạn ấy đã được dịch sang tiếng Đức rồi. Cái này dịch ở đâu cũng được ha. Dịch ở ADAC hay dịch ở đâu cũng được. Thì khi đầy đủ tất cả những cái thứ đấy rồi, các bạn nộp thì sở giao thông họ sẽ thu lại cái bằng lái Việt Nam của các bạn để họ điều tra mà. Họ thu lại. Họ điều tra. Thứ hai đó là sau khi bạn nộp hồ sơ xong, bạn phải thi lại lý thuyết, học và thi thực hành. Bạn phải thi lý thuyết nhé, học và thi thực hành, đó là ba cái việc đấy. Thì đây là cái việc mà thủ tục làm cái umschreibung. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang cái phần cái lợi ích của cái việc đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái xe của Đức. Nhất đấy, nếu như bạn có bằng lái xe Việt Nam rồi thì các bạn không phải tham gia 14 buổi học bắt buộc học lý thuyết ở trên trường. Nếu như các bạn học mới thì các bạn bắt buộc phải học 14 buổi này. Còn nếu như bạn có bằng ở Việt Nam rồi thì các bạn được miễn cái khoản này, các bạn được ở nhà tự học, học cho đến khi nào cảm thấy ok rồi muốn đăng ký đi thi thì lúc đấy lên đăng ký thi. Đây là cái lợi ích đầu tiên, tức là các bạn được chủ động trong cái việc học của các bạn á, không phải là lo lắng cái việc mà mình đang đi làm thì sao mà học được, cái lịch học đấy nó kẹt với cái lịch làm của mình rồi. Cho nên là cái việc bạn có bằng lái ở Việt Nam rồi thì rất là thuận tiện trong 14 buổi này được tự do ở nhà học cả. Thứ hai là bạn được miễn một số giờ thực hành như lái đêm, lái đường liên tỉnh. Cái này thì thông thường là giáo viên họ sẽ miễn cho các bạn à. Cái lợi ích thứ ba là tùy theo cái thời gian bạn đã có bằng ở Việt Nam 2 năm, 3 năm, 5 năm, 9 năm, 10 năm, 15 năm gì đấy. Thì dựa vào cái thời gian đấy, bạn có mới có hay là vừa rồi rồi, thì cái thời gian proper size nó sẽ giảm tương ứng như vậy. Có nghĩa là gì? Ví dụ nha, nếu như bạn ở Việt Nam các bạn đã trên 2 năm rồi, thì khi mà bạn đổi sang bên Đức, thì sẽ không có phải trải qua cái thời gian thử thách.
bởi vì họ là sẽ ghi vào hệ thống cho các bạn. Nhưng cái điều này không hiện đến cái bằng của các bạn, thì các bạn sẽ được miễn, không phải có thời gian thử thách này, không phải trải qua thời gian thử thách này. Nếu như các bạn lại, các bạn ở Việt Nam là đã qua 2 năm rồi. Cái thứ tư, cái khi mà thuyết chuyển đổi bằng Đức thì bạn sẽ được thuê xe trên toàn châu Âu. Nhưng mà nhớ là nếu như các bạn là bằng thi, bằng bởi thi đó, học ở Đức và bởi thi trong năm đầu tiên ở Đức nha, thì nhớ là đi đâu cũng không được thuê xe đâu nha. Cái bằng này là bằng mới nên là không được thuê xe, các bạn hiểu không? Thì đây là những cái lợi ích của cái đổi bằng lái xe này. Bây giờ mình chuyển sang một cái phần, thêm một cái nữa, xin lỗi, là cái lợi ích thứ năm, đó là nếu như các bạn có bằng lái ở Đức rồi, ở Việt Nam rồi sang Đức, thì cái tùy vào từng hãng bảo hiểm các bạn sẽ được giảm chi phí mua bảo hiểm. Khi các bạn mua ô tô thì các bạn có thể là được giảm, có thể là với cái phần trăm rất là thấp mà. Còn nếu như các bạn có bằng bởi thì phần trăm đó nó rất là cao. Chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là mọi người sẽ hỏi là mình có bằng ở Việt Nam rồi, nhưng mà sợ bằng Việt Nam không dùng được bên Đức này, thì bây giờ là mình học bằng mới ở Đức đi. Câu hỏi mình đặt ra là nên đổi bằng lái hay là nên học bằng lái mới ở Đức? Thì thực ra cái hai cái việc này nó cũng chẳng khác gì nhau nhiều cả. Bây giờ các bạn sẽ xem cái bảng mình mô tả ở đây. Mình nói ưu và cái nhược điểm của việc học bằng lái mới ở Đức và cái việc mà ông Shrive cũng bằng bằng lái ở Việt Nam sang Đức. Thì cái đầu tiên, tính về mặt lý học lý thuyết, thì nếu như là học bằng mới này thì phải bắt buộc 14 buổi học lý thuyết, phải tham gia đủ 14 buổi này thì mới được thi lý thuyết. Ngược lại, nếu như các bạn ôn Shrive đổi bằng lái của Việt Nam sang bằng ở Đức thì lại được ở nhà tự học. Cái điều này rất là thuận lợi nhá, đặc biệt là những cái bạn nào mà đang đang bận công chuyện, đang không có thời gian mà phải cứ phải lên trên, trên lớp đi học 14 buổi, mất rất là nhiều thời gian, rất là mệt mỏi. Cái thứ hai về học thực hành, thì các bạn những người học bằng lái mới đó thì phải học đủ tối thiểu cái số giờ bắt buộc của nó, đủ tối thiểu số giờ bắt buộc của nó, tức là học rất là nhiều và tốn rất là nhiều tiền, thậm chí là phải học rất là nhiều nữa. Khi mà thầy giáo nói là mày lại chưa tốt rồi kia thì cái này học rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại, cái bằng ông Shrive ở Việt Nam sang thì được miễn rất là nhiều bây giờ thực hành, cho nên là cái lời rất là rõ ràng ha. Còn việc học phí, bởi vì trên đi học rất là nhiều giờ cho nên là tốn rất là nhiều tiền cho việc học lái, ngược lại bên này được miễn như giờ thực hành thì nó sẽ tiết kiệm được cái tiền học lại này. Rồi, thì nói về thêm một cái là cái thời gian vừa sai, thời gian thử thách. Bởi vì là bằng lái mới, cho nên ở Đức là tính là thời gian thử thách trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm này nếu như mà đi xe vi phạm nhiều điều, nó đã tăng thời gian thử thách lên, nó sẽ, nếu như mình vi phạm nó đã tăng thời gian thử thách lên, dài hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng là on-tribe thì các bạn lại được miễn cái thời gian này, được miễn cái thời gian prom này, bởi vì bạn có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi. Vậy thì các bạn không bị phạm lỗi nhiều thì cũng không bị nặng như thời gian thử thách bên này. Còn bên này thời gian thử thách là 2 năm, 2 năm mà mình vi phạm lỗi gì nó lại gia tăng thời gian thử thách lên, rất là mệt hả. Còn thêm một kiểu nữa là về bằng mới. Bằng mới thì cái bảo hiểm thường rất là đắt hơn rất nhiều so với cái bằng lại đã có kinh nghiệm rồi. Với những người bằng có bằng là kinh nghiệm á, có những nơi tùy từ hàng có hàng nó có thể bán cho mình là từ 40% cho nên rất là rẻ. Đấy. Thì cái việc mà bạn quyết định học bằng lái mới hay là đổi bằng lái, cái này tùy các bạn ha. Thì cái nào cũng phải học cả.
Thì đấy là những gì mà mình được chia sẻ cho mọi người. Hy vọng là mình đã trả lời được những cái phần nào đó câu hỏi của các bạn. Nếu như các bạn có câu hỏi thì cứ comment ở dưới cái video giúp mình nhé. Bởi vì cái việc mà các bạn nhận xét hay là góp ý cho mình thì rất là tốt và giúp mình có thể làm những cái video phía sau tốt hơn ha. Chân thành cảm ơn các bạn.